Cô chào các em, chúng ta lại gặp nhau trong tiết tập đọc tuần 22. Đây là bức tranh vẽ phong cảnh của đất nước, một trong những vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp của phong cảnh, vẻ đẹp của con người hay vẻ đẹp do thiên nhiên ưu ái mang lại cho chúng ta, như cây trái, hoa lá đã góp phần làm cho bức tranh vẻ đẹp muôn màu thêm rực rỡ và tươi sáng. Bài tập đọc mở đầu cho chủ điểm vẻ đẹp muôn màu là bài sầu riêng. Bài đọc giúp các em được tìm hiểu về một loại cây ăn trái rất được coi là đặc sản của miền Nam. Các em được ngắm cây sầu riêng, thấy được vẻ đẹp đặc sắc về hương hoa, về dáng dấp của thân, lá, cành và thưởng thức hương vị đặc biệt của nó dưới ngòi bút của nhà văn Mai Văn Tảo. Trong tiết học này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đúng, tìm hiểu nội dung của bài để từ đó có thể đọc thật hay về bài tập đọc. Để giúp các em đọc trôi chảy bài tập đọc, cô trò mình cùng đến với phần thứ nhất của bài luyện đọc đúng. Chúng ta cùng theo dõi bài học. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái, nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng 4, tháng 5 ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê. Trong bài, có một số từ các em cần hiểu rõ nghĩa. Mật ong già hạn là mật ong để lâu hơn thời hạn thu hoạch. Hoa đậu từng chùm có nghĩa là hoa mọc thành từng chùm. Hao hao giống có nghĩa là hơi giống. Mùa trái rộ là thời gian cây nhiều quả nhất. Thưa em, bài tập đọc dưới đây được chia thành mấy đoạn? Bài đọc được chia thành 3 đoạn. Mỗi lần xuống dòng sẽ là một đoạn. Trong bài còn có một số từ khó đọc, các em chú ý đọc theo cô. Quyện, quyến rũ, nhụy, khẳng khiu, chiều quằn. Ngoài những từ khó đọc, có câu văn chúng ta cũng cần lưu ý. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Khi đọc câu văn này, chúng ta chú ý ngắt hơi ở những dấu phẩy, còn lại chúng ta đọc liền hơi để đảm bảo nội dung của câu. Chúng ta cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là phần tìm hiểu bài. Các em nghe cô đọc đoạn 1. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Các em có biết sầu riêng là đặc sản của vùng nào không?
Nhắc đến miền Nam là nhắc đến miệt vườn sông nước được thiên nhiên ưu đãi với sự trù phú của vùng hạ lưu đồng bằng châu Thổ. Miền Nam đã trở thành vựa trái cây của cả nước, một trong những loại trái cây rất đặc biệt mà chỉ miền Nam mới có, đó chính là trái sầu riêng. Sầu riêng không chỉ có vẻ đẹp của hoa, của trái, mà có lẽ cái đặc biệt, cái quyến rũ tất cả mọi người chính là hương vị không thể nào quên. Bởi lẽ thế mà sầu riêng được tác giả gọi là trái quý của miền Nam. Bài văn bao gồm 3 đoạn, lần lượt miêu tả từ hương vị đặc biệt của trái sầu riêng, rồi đến hoa sầu riêng, cây sầu riêng và cuối cùng lại khẳng định vị thơm của trái chín. Trật tự miêu tả có vẻ không bình thường nhưng lại rất hợp lý. Đầu tiên là miêu tả hương vị. Hương vị của trái sầu riêng được tác giả miêu tả như thế nào? Các em hãy tìm những từ ngữ thể hiện điều đó. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Bởi vì đây chính là điều đặc biệt nhất của loài trái cây này. Vị của sầu riêng không phải ai cũng thích, chỉ những ai quen thì mới biết thưởng thức. Hương vị đặc biệt ấy được cảm nhận thật tinh tế. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Dường như nó hội tụ đủ mọi hương vị tinh tế của trái cây Việt Nam, vì thế mà hương thơm của nó quyến rũ đến kỳ lạ. Vậy nội dung của đoạn 1 là gì? Hương vị đặc biệt của trái sầu riêng. Cô trò mình cùng tiếp tục tìm hiểu đoạn 2 và đoạn 3 của bài để cảm nhận tiếp vẻ đẹp của cây sầu riêng. Sầu riêng, hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái, nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê. Trong đoạn 2 và đoạn 3, tác giả đã miêu tả một phần nào của cây sầu riêng? Tác giả miêu tả hoa, trái, dáng cây và lá sầu riêng. Dựa vào bài văn này, em hãy miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng, quả sầu riêng và dáng cây sầu riêng. Có bảng so sánh như sau. Hoa sầu riêng cũng được miêu tả rất tỉ mỉ. Hương thì thơm ngát, mà hoa thì thật đẹp. Hương thơm dịu dàng của nó là sự hòa quyện của hương cau, hương bưởi. Tác giả còn rất hiểu biết về mùa đơm hoa kết trái của sầu riêng. Trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta. Dáng cây sầu riêng và quả sầu riêng. Đoạn văn miêu tả dáng cây sầu riêng, tác giả đã có những liên tưởng và so sánh rất độc đáo. Dáng thẳng đứng, gợi sự trung thực và ngay thẳng như tính cách xưa nay của người dân Nam Bộ. Hình thức cây sầu riêng không có gì đẹp, thậm chí là xấu nữa. Thân khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Còn lá sầu riêng thì nhỏ, màu xanh vàng, lúc nào cũng khép lại, như lá héo. Thế mà cái cây có dáng kỳ lạ đó lại sản sinh ra nhiều hoa thơm, trái quý dâng cho đời. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngặt ngào, vị ngọt đến đam mê. Hai tiếng vậy mà là một chi tiết nghệ thuật rất đắt.
vì nó làm cho người đọc không chỉ chú ý riêng rẽ về cây, về trái mà còn chú ý cả trong mối quan hệ với nhau nữa. Khi thấy trái sầu riêng, ta nghĩ ngay tới cây sầu riêng. Khi thấy cây sầu riêng, ta nghĩ ngay tới trái của nó, vì giữa chúng có một mối quan hệ vĩnh cửu do thiên nhiên tạo nên. Ý hai, miêu tả hoa, quả và dáng cây sầu riêng. Qua bài đọc, em cảm nhận được tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng như thế nào? Tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả. Những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê. Đó cũng chính là nội dung của bài hôm nay, ca ngợi giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng. Và các em nhắc lại nội dung của bài. Vừa rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài, bây giờ chúng ta cùng bước sang phần luyện đọc hay. Các em có biết bài văn cây sầu riêng thuộc thể loại văn nào mà chúng mình đã được học không? Đó chính là bài văn miêu tả cây cối. Chúng ta lưu ý khi đọc bài văn miêu tả cây cối, chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng vào những từ ngữ ca ngợi vẻ đặc sắc của trái sầu riêng. Chúng ta cùng nghe cô đọc lại toàn bài. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái, nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê. Bây giờ mình cùng vào luyện đọc đoạn thứ nhất của bài. Trong đoạn này, chúng ta cần nhấn giọng vào một số từ ngữ thể hiện được hương vị đặc biệt của trái sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Sầu riêng không chỉ là loại quả thơm ngon, chứa nhiều vitamin, mà sầu riêng còn có rất nhiều tác dụng. Vỏ sầu riêng gai góc có thể dùng làm thuốc nấu món canh sườn vô cùng tuyệt diệu. Nhiều người mê sầu riêng nên sầu riêng còn được làm thành bánh, thành kẹo, thành chè, thành kem thơm lừng, ngọt lịm, mát lạnh. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Trái quý ấy đã đi khắp mọi miền của Tổ quốc và vươn xa đến các bạn bè trên thế giới, để ai ai cũng được thưởng thức hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em hãy luyện đọc thật tốt bài sầu riêng. Cô chào các em và hẹn gặp lại trong những tiết học sau.